Chào ông là ai? Cảm ơn đã cầu nguyện Cảm ơn Chúa. của con. Cảm ơn Chúa. Nhờ vậy đã được giải thoát Ta là ai? khỏi ngọn lửa trắng. Con là con của con. Có biết Israel không? Biết. Israel là tên của Jacob. Con có biết? Con có đọc những tên của con cái của Jacob không? Không có rành, không có nhớ. 12 chữ tộc. Hay du xe. Khi Gia Cóp chết, du xe vẫn để anh em của du xe ở bên Ai Cập của ta. Ta đã hành hạ con cái của Israel. Nhưng Thiên Chúa của Israel đã cứu chính lòng dạ ích kỷ của ta, đã giết con cái Israel. Tất cả binh lính đều chết dưới tay của Thiên Chúa của Israel. Ta không chết ở trong trận đó, nhưng ta chết sống và ta đã phải xuống hóa ngục đền tội. Ta thành tâm ăn năn thống hối. Tạ ơn Chúa. Mô-xê, con gái ta cứu Mô-xê. Nhờ lời cầu của Mô-xê, ta được thoát từ lửa đỏ sang lửa trắng. Tuấn theo trần gian là 500 năm nay, ta đã được sang lửa trắng. Con gái của ta, Mô-xê thương tình, nó đã được về trên nước trời rồi. Tạ ơn Chúa. Còn ta phải đền tội. 2.000 năm nay, Sao lại 2.000? hơn 2.000 năm, tôi đâu có rành đâu. Ông ở dưới địa ngục hơn 2.000, hỏa ngục hơn 2.000 năm nay. Chúa ngôi hai của ngươi chưa chào đời, còn hằng hữu, chưa xuống thế làm người phàm, ta đã ở dưới hoàng ngục rồi. Thời Mô-rê. Được rồi. Mà ta mới được sang lửa trắng 500 năm nay. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn người, cảm ơn con. Nhờ người cầu nguyện của con, ta đã được ra khỏi, bây giờ ta đã được ra khỏi lửa trắng luôn. Tạ ơn Chúa. Ta là vua Ra-pha-ô kẻ riết dẫn ất cho em con trai chết hết. Tội ác của ta nên ta phải đền tội. Không ai tin được điều này, Không cần nhưng ai phải tin. ta chắc chắn
Thiên Chúa của ngươi biết. Ngươi. Tôi tin. Và người ta đang ở trong người đó. Ừ. Và người này sẽ tin, sẽ biết. Còn ngoài ra không ai biết. Phúc cho ai. Phúc cho ai không thấy mà tin. Ra-pha-ô. Kẻ giết con cái dân Israel, dòng dõi Abraham và có nhờ con gái của ta cứu Môsê ở dưới nước. Lớn con gái của ta được Môsê cầu nguyện cho trả ơn, được về trên nó cũng bị đền tội về trên nó, còn nhờ vậy mà ta được ơn nó, ta cũng được cứu độ. Thiên Chúa của ngươi của Israel xét xử rất chính xác đúng tội ta làm, ta chịu. Người nhớ ta chết, ta ở dưới hỏa ngục. Ở lúc Thiên Chúa ngôi hai có người còn hằng hữu, ta biết ngươi là ai luôn. Tôi không biết tôi là ai, sao biết tôi là ai? Ngươi không biết ngươi là ai mà ta biết ngươi là ai. Trước khi xuống ngọn ngục, ta đã xuống ngọn ngục, ta đã chết và xuống ngọn ngục. Ngôi hai Thiên Chúa chưa xuống thế làm người. Ngươi biết rồi đấy. Ừ. Tôi là ai? Ta nói vậy ngươi biết rồi. Đích thực mà nói ra đấy. Những ngôn sứ thời xưa, cho dù là Elia, Jeremia, Sunaen, tất cả các ngôn sứ cũng là ngôn sứ. Ngươi cũng là ngôn sứ. Nhưng để tao kiếm cái lời Chúa của ngươi nói. Cái cành nho đấy, cái cành chánh và cái cành ghép, ngươi là cái cành chánh đấy, còn những ngôn sứ kia là cành ghép đấy. Ta nói như vậy ngươi tự hiểu đi, ngươi thông minh mà, ngươi dư sức thông minh, dư khôn ngoan, hiểu câu ta nói. Ta nói như vậy thôi, ai hiểu thì hiểu. Chúa của ngươi nó ai có tai thì nghe, ai hiểu thì hiểu. Ta là Chúa của người đó, ta nói lại thôi. Nếu như ngươi sinh ra vào cái thời đó, nhiều ngôn sứ quá, thì nó cũng chỉ là như thế thôi. Còn thời bây giờ có một ngôn sứ nổi lên, ai tin? Tại ai? Sao? Thời xưa ai mà tin? Những ông vua tới các ngôn sứ hỏi trong các trận chiến đúng chưa? Bây giờ không phải là vua tới hỏi người, nhưng cũng có người tới hỏi người, không phải trận chiến nữa mà hỏi về nhiều thứ khác. Ngươi đích thực là một ngôn sứ, vì ngươi nói lời của Thiên Chúa. Ngôn sứ thời này kiếm không gian người thứ hai đâu. Nhưng cứ đi kiếm đi. Thân tôi lo chưa xong nữa. Tôi lo cho ai bây giờ? Ta đang nói chuyện với người thế. Ta không nói chuyện với người thứ ba đâu. Ừ. Người tự biết. Ta nói vậy người tự biết. Hiểu rồi. Cảm ơn ông. Ta biết người ở đâu. Ta biết người về đâu. Ta biết người làm gì. Nhưng dù sao, lời cầu nguyện của người, cảm ơn lời cầu nguyện của ngươi. Không phải ngươi cầu nguyện cho một mình ta được thoát khỏi nơi đó đâu. Rất là nhiều người, ta ở đó ta biết mà. Rất là nhiều người rồi. Tạ ơn Chúa. Ngươi biết có bao nhiêu người nhờ lời cầu nguyện của ngươi mà thoát khỏi đó không? Hoặc không xuống đó không? Không. Ngươi đâu có biết được, vì ngươi chưa chết. Cũng có thể ngươi biết, nhưng mà ngươi phải không biết để ngươi khiêm tốn.
Sợ lắm, sợ kiêu ngạo lắm. Nhờ Chúa giữ gìn. Tạ ơn Chúa. Nhưng cũng đầy Thôi được chưa? nước mắt. Đầu còn đỡ hơn ngày nào cũng chém dao. Chúa đỡ hết rồi. Lâu lâu cho nhát thôi khóc sướt mướt. Lâu lâu cho Đau nhát đau nhẹ nhẹ đứt tay chút khóc sướt mướt. sữa nào, có vợ có chồng có con có cái không, có một người đó. Đâu có ngôn sứ nào mà quậy dữ vậy đâu. Tại mình đâu có cho mình là ngôn sứ đâu, mình chỉ cần Chúa dùng mình để cứu người, cứu đời, cứu linh hồn, cứu những người sa ngã, đem họ về với Chúa, mình chỉ cần nhiêu đó thôi. Ngoài ra, ngôn sứ hay không ngôn sứ đối với tôi không là vấn đề, vì cái chức phẩm không làm nên sự việc, mà cái sự việc nó làm cho Chúa vui là được rồi. Bây giờ có Người nói xa giờ không để tôi sứ nói mình cho nghe, có người nói nên tả hai bên hữu cha thầy cho ai thì người ta hưởng, còn như mà người ta ở dưới trần gian này người ta nói trời cho ai người ta hưởng. đúng rồi, ý tôi muốn nói đó, bây giờ có nói tôi là ngôn sứ, có nói tôi là thần thánh, có nói tôi là gì nữa, đối tôi không là vấn đề. Không vì cái đó mà tôi vui. Nhưng cái niềm vui của tôi là cầu nguyện cho các linh hồn. Người giống con này, Cho họ cảm nghiệm được Chúa. Cho họ tin Chúa. Cho họ trở về với Chúa. Người sống cũng như người chết. Ngoài ra tôi không cần chức phận gì hết. Chức phận để làm gì? Trong khi bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người hại nhau, chính tôi cũng là nạn nhân bị hại. người Chức nói như phận vậy, để làm gì? cái thế gian là như vậy, chính ta người bị hại như vậy đó, chính bản thân ta giết bao nhiêu người hại bao nhiêu người, vì đó là thế gian. Thì ý tôi nói là bây giờ có nói tôi là thần là thánh là gì đi nữa, đối tôi không là vấn đề. Tôi không lấy những cái lời nói đó mà tôi kêu ngạo, tôi nói trời ơi biết không tôi như vậy đó. Không, cái niềm vui của tôi không phải là những cái đó. Cái niềm vui của tôi là người ta trở lại, linh hồn được giải thoát, bao nhiêu người cảm nhận được Chúa, đó là cái niềm hạnh phúc của tôi, chứ không phải tôi là thần hay là thánh hay là ngôn sứ hay là sứ giả, mà đó là niềm vui. Tôi không vui vì những cái đó mà tôi vui. Ta nói cho ngươi nghe này, ngôn sứ không có gì là vui, ngôn sứ không có gì là hạnh phúc, vì ngôn sứ nói những lời của Thiên Chúa, những lời của Thiên Chúa là ánh sáng là sự thật thì chỉ có gặp tai họa thôi. Ngươi nghe cho rõ, chính bản thân ta này, Mô-sê tới làm bao nhiêu phép lạ ta đâu có tin, ta chỉ muốn giết ta không tin. Cho nên ngôn sứ không phải là hạnh phúc, mà ngôn sứ là làm những công việc, nói những lời Thiên Chúa ban và làm những công việc và phải chịu hy sinh để những người khác biết về lời của Chúa dạy dỗ, hiểu chưa? Không phải ngôn sứ mà hạnh phúc, nghe cho rõ. Nhưng mà nếu như ngươi mà
không chịu khổ, không chịu hy sinh, không chịu gặp cái này, không chịu gặp cái kia, ngươi không là ngôn sứ được. Bà ơn Chúa, ngươi đã là một tiểu thư ăn trên ngồi trước, ăn sung mặc sướng, chỉ tay năm ngón rồi những chỗ đó sẽ về đâu? Về chỗ dành như đã dành cho ta. Càng khóc thì càng cười, ta cười cả một nơi ở trần gian bao nhiêu. Ta sống chưa được 100 tuổi nhưng ta sống ở hoàng ngục. Khoảng 1.000, khoảng 1.700-800 năm ở hoàng ngục, ở lửa trắng khoảng 500, hơn 500 năm. Ngươi cộng vô đi, cả một cuộc đời chưa tới 100 năm, tao ăn sung mặc sướng, tao ngồi trên ngồi trước, tao ra lệnh, tao giết, tao chết, tao chóc. Để rồi tao phải nhân trả bằng nợ bao nhiêu, ngươi biết không? Hãy khóc đi, để sau này được cười. Cười như ta nè. Không có lời cầu nguyện của ngươi vẫn còn ở riêng với trắng đấy, chưa lên đây được nói chuyện với ngươi đâu. Ta nói như vậy là ta đang chia sẻ với ngươi. Ta đích thật là vua Pharaoh giết con cái của Israel, dòng dõi Juda, Giuse, Juvon, Amin, rất là nhiều, 12 đứa con của Jacob sống trong đất Ai Cập của ta. Ta giết quá trời, ta giết luôn. Đấy, để bây giờ để được cái gì? Quyền hành không được cái gì? Cho nên ngươi cứ khóc đi, cứ làm những việc Thiên Chúa ngươi ban đi, sau này ngươi sẽ được cười. Tạ ơn Chúa. Ngươi cười thì ít, nhưng cái người ngươi cứu được, các linh hồn ngươi cứu được, cười mới là nhiều. Bản thân ta bây giờ cười rất là nhiều. Ta là nhờ cái miệng ngôn sứ của ngươi cầu nguyện thôi, ta được cười. Không phải ngươi làm ngôn sứ để sau này ngươi được cười, mà ngươi làm ngôn sứ để tất cả các linh hồn như ta và bao nhiêu linh hồn khác được cười vì được ơn cứu độ từ lời cầu nguyện và sự hy sinh của ngươi. Đó mới là cái quan trọng. Tạ ơn Chúa. Ngươi hiểu chưa? Tạ ơn Chúa. Thôi bây ngươi giờ khóc bao nhiêu, một giọt nước mắt của ngươi thì có thể cứu được 1.000, 2.000, 10.000 linh hồn. Cho nên nước mắt của ngươi càng rớt càng nhiều thì linh hồn cứu càng được nhiều. Không phải ngươi, còn nhiều người nữa phải hy sinh, linh hồn người khác mới được cứu. Trong đó có ta. Rồi, được rồi, thôi để tôi cầu nguyện cho các binh sĩ, cho ông, cho các tướng quân binh sĩ nào được chưa được siêu thoát thì được về với lòng thương xót của Chúa. Các tướng quân, các đứng binh sĩ kia, đứng ngoài kia đứng rồi đi. Đứng ngoài kia tính là những binh lính chết với bề lỏ đấy. Cùng với ta luôn, ta ra lệnh cho đi giết con cái Israel nè. Hôm nay Thiên Chúa đã ngó thăm tôi tớ dân Ai Cập, như thế là đủ rồi. Con tạ ơn Chúa, quá đủ rồi. Ngươi cứ hỏi Chúa của ngươi có đúng không? À, được rồi. Tôi biết là ông sẽ nói thật. Vì đến đây, vì tới đây rồi không ai dám nói náo. Đúng rồi. Thành ra những gì Chúa cho ông làm chứng, con cũng cảm ơn Chúa. Để rồi những ai có tai thì nghe lời chứng này. Rồi được rồi. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin Chúa thương xót, tha thứ tội cho những linh hồn đã chết mấy ngàn năm nay, cho vua Rafao và tất cả những binh lính, tướng quân đều được lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa tha thứ tội cho họ. Xin Chúa cho họ ơn biết tha thứ để họ có thể tha thứ cho những người làm tổn thương và xúc phạm đến họ khi họ còn sống, cũng như khi họ đã chết. Xin Chúa cho họ ơn chữa lành mọi thương tích, bệnh tật, đau yếu, chết sông, chết biển, được chữa lành.
bị què cục đều được chữa lành qua quyền năng Chúa Thánh Thần. Xin Chúa cho họ tắm rửa sạch sẽ, tẩy uế, mặc quần áo đàng hoàng, hớt tóc gọn gàng, mang giày dép đàng hoàng, chỉnh tề để đi về với lòng thương xót của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Rồi ông và các tướng quân, các binh sĩ đi đi nhé. Làm ơn kêu gỡ hết tất cả những món áo giáp xuống. Lạy Chúa, xin Chúa cho gỡ hết áo giáp xuống. Đúng rồi, gỡ hết ra mới thay đồ lại đàng hoàng được chứ. Xin Chúa cho gỡ hết ra để họ mặc đồ để đi về với lòng thương xót của Chúa. Theo thánh ý Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, tất cả đã được chữa lành rồi nhé. Đi. Ta nói cho ngươi nghe. Herode chặt đầu Gioan Tẩy Giả, tức là hôn sứ Elia. Còn ở dưới đó chưa được lên đâu. Sao vậy? Làm sao mà được lên? Ai bị? Vua Herode. Còn ông là gì? Raphao. Tên là Pharao giết con gái Raphao. Con gái Israel, nhưng mà nhờ con gái của ta vớt Môsê từ dưới nước lên. Nhờ lời cầu nguyện của Môsê nên gia đình ta được chữa lành. Còn ông kia là Herode. Herode chặt đầu Gioan Tẩy Giả trong bữa sinh nhật. Còn nằm ở dưới đó đó. Được rồi, để lát tôi cầu nguyện cho ông. Khi mà Thiên Chúa ngôi ba bị đóng đinh, khi mà vua tổng chánh Philato kêu không đóng đinh, không liên quan tới cái vụ hạ sát người công chính, nó nói là đóng đinh vào thập giá đi, máu của nó cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi, những đứa đó vẫn còn ở dưới đó đó, chưa lên đâu. Ngươi cũng đừng cầu nguyện. Nếu Chúa muốn, không việc gì là khó. Nhưng mà Chúa của ngươi, ai cầu xin là cho. Họ muốn, ngươi vẫn biết Chúa của ngươi thích tự do của người ta. Muốn thì được. Thôi, ta nói tới đây là đủ rồi. Ta chỉ nói như vậy thôi. Còn cầu nguyện hay không? Chuyện của các ngươi. Được ta rồi. Ta đã thật cười rồi. Bây giờ thì ta cười được rồi. Nhưng ta thật sự ăn mặn sám hối. Tạ ơn Chúa. Nhưng tội của Herode nặng hơn ta đó. Ta giết nhiều người con cái Israel, nhưng không nặng bằng Herode. Giết một số hạt tài giá đâu. Được rồi. Cảm ơn Chúa. Thôi ông và các binh lính của ông và các tướng của ông đi đi nhé. Đi về với lòng thương xót của Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Rồi tất cả đi nhé. Cảm ơn. Đi xong thì người sẽ hết đau. Được rồi, tạ ơn Chúa. Thành thật cảm ơn. Tạ ơn đã Chúa. Nếu như quỷ xong thập giá một lần nữa, ta sẽ xin với Thiên Chúa của ngươi một ngày nào đó. Pharaoh này sẽ quay lại gặp ngươi. Tạ ơn Chúa. Ta sẽ cầu nguyện. Ta có cơ hội ta sẽ cầu nguyện cho ngươi có sức khỏe thôi, và biết thí sinh vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn khác. Vậy là đủ. Tạ ơn Chúa. Thì chắc chắn ta sẽ xin, ta về trên nó xong rồi ta sẽ xin với Thiên Chúa của ngươi cho ta đi xuống tiếp tục để bảo vệ cho con trai của ngươi. Đó là ta trả ơn cho ngươi đấy. John Ray. Lâu quá rồi ông đi lâu quá rồi, nó chết queo rồi, tôi cũng chết queo rồi, xuống làm gì nữa? Không có đâu. Nghe đừng nói vậy. Được rồi, chừng nào ông đến thì cho tôi biết trước nha. Ta mới nói cho ngươi, ta sẽ xin Chúa của ngươi tới gặp ngươi. Cảm ơn ngươi. Nhớ ta là Pharaoh. Tạ ơn Chúa. Ta sẽ đi bảo vệ con trai. Để cho nó làm việc mà Chúa chọn nó làm.
Nó có ơn gọi của Chúa mà chưa tới giờ. Thì ta cần ngươi cứ cầu nguyện với Chúa, nhất định ta sẽ muốn đi bảo vệ, vì đó là đứa đó là người lo lắng nhất. Đôi khi là người tâm trí không bị chi trí, không cầu nguyện tập trung, đó là trả ơn cho người. Ta nghĩ là chỗ đó người cần nhất, điểm yếu của người. Ta đi đây, vì ta là một ông vua, ta biết sẽ bảo vệ như thế nào. Tạ ơn Chúa.